Rồi Vũ ơi, xin chào bà con cô bác. Hôm qua gãi chiếc khu 1 thì bán hết nửa xe. Còn lấy ốc máy đẹp quá trời quá đất luôn, bán ốc máy 200.000. Còn ốc là ốc máy này chắc tôi kiếm cục máy thứ hai hơi bị khó nè. Chúng ta rửa này ra nó trắng đẹp lắm. Thấy không? Lẫm lúa bán rồi, còn đâu nữa, anh em phải nhanh tay. Tại vì đầu đẹp mà rẻ là hiếm lắm. À, cái hoa lăng với cái cuồng lửa đâu rồi? Hoa lăng này gắn qua cho 10 thái là ok. À, gắn qua pha nhỏ cũng ok. Lửa này vàng cháy luôn. Rất đẹp. Dên ở trong ta xài nhất kỹ nha, dên bán rồi, dên đầu lòng bán rồi. Vàng dữ ra. Rồi, ok, con trong lòng này đẹp dữ lắm luôn. Bắn đi, tháo ra. Nè. Bá cháy bùi chét luôn. Hoa lăng lửa này 1.3 triệu thôi, giá rẻ thôi. Bà cha con lửa đẹp này, trời ơi, chưa có chùi qua cái nù lao luôn nha, không có chùi luôn á. Ok luôn mà con ơi. Rồi hoa lăng lửa này 1.3 triệu ghi đi. Báo số lên bình thường. Báo số này lên bình thường 100.000. Còn anh em nào cây sườn ở sườn lóc giấy bán rồi, sườn lóc giấy em bán có 1.5 triệu à. Phu một sườn đẹp hết thấy con. Rồi bắt đầu gã đi, cái đầu lòng này bán rồi, qua lăn lửa củ đề bộ ốc. Nè, đầu lòng này là 3 triệu bán rồi. Giá không bớt luôn. Đầu đẹp thì nó không có rẻ đâu. Đời 2002 nè. Nó bê tông, đầu bê tông nè, ok luôn. Bên đây nữa nè, ok luôn. Củ đời với ốc đầu bò đem đây. Rồi đó. Củ đời đẹp trai luôn, 900.000 khác là đẹp luôn. Này rửa lại rất đẹp bà con ơi. Khu đời, khu 1 gắn 110, gắn alpha, gắn ghim quay được hết 900.000. Còn chấm mấy luôn. Rồi tiếp theo video thì bỏ ốc khu 1 đẹp quá trời luôn nè. Cho miếng dầu vô đi, nó rửa xong cho miếng dầu vô là đẹp khơ can thôi. Bà con khó tìm được bỏ ốc đẹp thứ hai giống gì đâu. Để cái xe này nó đẹp thì mình tháo ra đồ nó dữ không à, nhìn vừa ý lắm luôn. Không có ốc áo nha, ốc dàn chân không à, không có ốc máy nữa nha. Đó, ốc sáng giới vậy nè, chớp chớp mà không luôn. Ốc khu 1 này dày xài luôn bà con ơi, khỏi gam riết gì chân. Có hàng ốc cho máy này xét quá trời ha. Thằng cậy xét cặp cốt đẹp luôn nè. Ốc khu 1 này bán cho bà con là 800 nữa, giá này là hợp lý hợp lợi, nhanh gọn lẹ luôn. Ốc này giờ xài luôn không cần gam đâu đó, ốc sáng giới vậy nè bà con. Ai có cặp mắt bà lai cu dòm qua màn ảnh nhỏ chốt đơn luôn nè, quá dữ đấy nè, thấy không? Viên chón mà vậy nè, mấy ốc thùng xăng lớn nè, thùng xăng lớn số 10 không á. Thấy mẹ không có ốc phuột nó mớp anh con nè, ốc phuột nó mớp anh con do nó cắn vô cái bô á. Vô làm.
cháy chứ. Ông gà con cháy bố nổi trơn. Có đũa thắng luôn bà con ơi, đũa thắng ở đây cũng còn em nội cặp cốt này thôi, bán cho chiếc phun một thôi từ 400 ngàn bạc. Cặp cốt đẹp vậy nè. Cốt tán đẹp này từ 400 ngàn. Nè. Bà con thấy không? Rồi đó hết trơn này có 800 mà, mấy bọc lượng vô đi rồi xịt miếng dầu đem phơi nắng ra ngoài nhà sau mình phơi đi rồi. Cái đầu lót vô, xịt dầu đem phơi nắng à, hai dao cho người ta. Rồi bộ số phun một cực đẹp luôn, 700 ngàn. Nó xe đẹp thì gửi ra gì cũng đẹp chân. Cái qua lăng nè, qua lăng lửa này chưa bán bà con ơi. Ốc đầu bò này đẹp xuống dưới nữa nè, 300 ngàn. Đây cái bộ số đây, bao hú cho bà con luôn, số găng cỏ còn mới chát luôn. Ồ, găng cỏ im quá trời luôn nha. Còn cái nhông xích tải nè. Còn ai mua vô anh pha là phải thiến cái khúc này mới được. Lấy máy cưa cưa khúc này mới vô anh pha được nha. Đụng cái măng cá. Bộ số của khu 1. Vô tất cả phun một 700 ngàn, cực đẹp. Nãy cụ đề này đem đi rửa lại, lấy xà bông rửa cụ đề là 900 ngàn. Rồi bộ nồi. Bộ nồi nó sẽ có bi chính nồi kèm theo, muỗng nhớt kèm theo luôn. Dạ. Sao? Bố ghiên anh LK theo xe nè, bố anh LK theo xe, bố đậm chữ sâu, chữ đậm sâu vô. Nồi này có sọc chuông nhiều nha, sọc chuông nhiều à. Nồi nguyên ghiên nhưng mà sọc chuông rất là nhiều nha. Cục máy thì còn đi, hay mà nồi này sọc chuông nhiều. Bố cũng còn riêng đó, bữa nay về bố anh LK này, cô Thái nè, bố anh LK cô Thái cô 110 đại 2000 bữa nay về bán 750 một bộ. Bố LK này nè, mua bố LK gắn vô là rồi xài tiếp tục. Chuông Thái có làm dấu nè, bộ nồi này em bán 1,2 triệu mà con ơi, chuông có sọc. Nó chuông sọc chuông nè. Nồi bi nồi muỗng nhớt 1,2 triệu trời, 2002 nè. Nồi chuồng heo còn đẹp, xài về xài luôn nha bà con, không cần làm gì đâu nha. Cúc số cúc đạp, cúc số cúc đạp lòi xo con chó cần lừa này em bán rẻ gời thôi. Ai mua bộ số có thể mua thêm bộ này bán rẻ thôi. Rồi cái cốt này nghe bon nha. Rồi lẫm hiếm lắm nè, nó tốt không biết đời nào mới hư, mua vô Trung Quốc ghim quay đồ ha, đời nào nó hư nè. Vàng ươm luôn, cây cốt này còn thẳng băng không bi cong luôn nha. Rồi bộ cốt số cốt đạp lòi xo con chó cần lừa này bán cho bà con 300 ngàn thôi, rẻ rồi thôi nè, không công luôn nha. Vô trong mười Thái, vô quanh pha nhỏ được hết, vô ghim luôn. Rồi bốn mắt đầu bò, báo số chưa quay, báo số 100 ngàn, còn lên tốt bình thường luôn. Mẻ rồi, báo số anh em nào mua tặng anh em luôn, mẻ lọt chào bá. Bốn mắt đầu bò với bốn cái lông đền đẹp giá trị luôn, đẹp thấy ghê luôn nè, 300 ngàn sáng giới luôn. Có tìm được bốn con nào mà dạng ôm gì lắm. Ở ngoài nhìn rất là đẹp ha, ở ngoài là dạng ôm luôn á, à thấy không, 110 ghim quay sử dụng được hết, phun một được hết nè, ốc là bò ghim theo xe còn dạng ôm luôn, xe cọp. Rồi cho qua 300 ngàn, cái lóc giữa, lóc giữa còn cái lóc giữa nè, lóc giữa với bơm nhất rồi đó, lóc giữa bơm nhất rồi bán cho bà con là 800. Đó. Anh em kê dên bán rồi,
Nam lên 110 thái hay là phun mọc các đời. Còn Alpha muốn lên bơm nhất rời là mua nó, lốc giữa bơm nhất rời 800. Bơm nhất rời còn đẹp luôn trời, KFL nè, HQN KFL nè. Cái con ốc nhớt đâu? Máy. Rồi còn đẹp luôn nha, lốc nhớt đẹp luôn. Kim 105 hay gì? 23 triệu. Xong dặn vô người ta. Rồi 800 ngàn cho. Tốt nhớt cái lòng đạn dính cái đó. Rồi xin chào bà con cô bác nha.